Hello, chào tất cả bạn đang có mặt trên kênh của mình. Thì cũng rất là lâu rồi mình không có làm một cái vlog một ngày của AIS Mobile. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái đoạn vlog là một ngày của ông bố bỉm sữa chứ không phải là AIS Mobile nữa nha mọi người. Thì sáng sớm mình phải rửa mặt nè. Buổi sáng mình sử dụng cái sữa rửa mặt đó là sữa rửa mặt oxy á. Thì cái sữa rửa mặt đó làm cho mặt mình mát hơn. Sau khi rửa mặt xong thì mình còn đánh răng nè, rồi súc miệng nè, mất hết 5 phút cuộc đời của mình rồi. Buổi sáng do mình dậy sớm hơn nên là bà Suna vẫn còn ngủ. Mình tính qua phòng của NASA nhưng mà sợ mở cửa ra NASA giật mình nên là đi ra ngoài hành lang tập thể dục nè. Các bạn có biết rằng tại sao mình không đi xuống dưới mình tập thể dục mà mình lại đứng trên đây tập thể dục không? Tại thực ra thì mình còn một buổi tập thể dục với bà Suna nữa. Bà Suna không có dậy sớm giống như mình. Thì mình phải tập đại một vài động tác để cho khởi động cho nó nóng người á. Sau khi tập xong thì mình bắt đầu pha một cái ly trà thật là ngon để mà thưởng thức một cái vị trà buổi sáng. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái ghế ra ngoài hành lang này, các bạn biết làm gì không? Ngồi thiền các bạn ạ. Có nhiều bạn hỏi là mình ngồi thiền để làm gì. Từ khi mà có bé NASA thì công việc của mình nó cũng trở nên hơi bị lộn xộn á. Thì mình muốn ngồi thiền để chậm lại, để sắp xếp nhiều công việc hơn, thay vì là mình bận rộn với việc kiếm tiền rồi chăm lo cho con này nọ. Thì mình đã giảm bớt những cái công việc kiếm tiền của mình lại, mà mình sẽ tăng nhiều cái thời gian mà mình chăm sóc cho bé NASA nhiều hơn các bạn ạ. Tiếp tục với cái buổi sáng diệu kỳ của mình thì mình sẽ đi vào phòng và sau đó xịt một chút khoáng chất cho nó mát mẻ nè. Sau đó thì mình sẽ mở cuốn sách của mình ra và ghi những cái điều mà mình muốn làm trong ngày hôm nay và những cái mục tiêu trong ngày là những gì nè. Cùng với đó thì mình sẽ nhìn lại 5 cái mục tiêu lớn nhất khi mà mình đến với trái đất này. Mọi người có thấy là mình rất là tập trung khi mà sắp xếp những cái công việc hàng ngày và những cái mục tiêu hàng ngày không? Tại vì mình rất là thích có cái cảm giác được nắm trong tay một ngày của mình sẽ làm những gì và mình sẽ hoàn thành được những gì trong ngày hôm đó. Nên là mình rất là tập trung luôn mọi người. Đang làm thì chuông điện thoại reo lên, thì ra là báo thức gọi bà Suna dậy vào lúc 6 giờ. Bây giờ đến thử thách đầu tiên của ngày hôm nay, đó chính là đánh thức bà Suna dậy. Thật sự rất khó các bạn ạ, nhưng mà phải có độ lì cũng như là có độ kiên trì mới thức được bà dậy đi tập thể dục các bạn ạ. Dậy đi. Dậy đi. Dậy bà ơi. Nhanh 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 nhanh. Trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi. Dậy đi con. Dậy đi nha. Bà Suna bà vẫn còn ngủ nhưng mà thức dậy chờ á, yên tâm. Trong khi chờ bà Suna dậy đi tập thể dục với mình thì mình sẽ đi qua thăm con. Chà đà. Ê. Ai. 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 Đây là bé NASA. Con người ta đẹp trai như vậy cứ kêu là con gái thôi. Nhìn hai bố con tôi nè. Thấy không? Thấy có giống nhau không? Giống không? Anh em mình giống nhau nhờ. Người sắp thành ông bố bỉm sữa, cu tè phôi mai què và thương con nhất trên trần gian này rồi các bạn ơi. Sáng sớm bà NASA qua chơi với con á. Bà NASA là bà nào? Bà Suna lộn. Bà NASA là bà này hả? Bà NASA là bà này á. Đi tập thể dục không? Đi thôi, trễ rồi, ngủ gì như con heo nái. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Để yên cho con tôi đi trời. Đi 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 đi. Chắc 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 chắc. Hay lắm các bạn. Sáng 6 giờ mình qua kêu Suna dậy. Cái bà kêu á là ngủ nửa tiếng nữa. Cái xong rồi cho ngủ nửa tiếng, qua kêu dậy, qua kêu dậy, kêu ngủ 15 phút nữa. Cái xong rồi ngủ 15 phút nữa, cái xong rồi qua kêu dậy, xong rồi soạn sữa đến tận 7 giờ mấy mới chịu ra ngoài đường. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác đi. Lần sau kêu 6 giờ dậy là phải 6 giờ dậy nha, đừng có ngủ nướng nha, không có ngủ, không có cái tật ngủ nướng đó nha. Xe ra. Cái khu mà bọn mình tập thể dục ở dưới đây á, thì có rất là nhiều người tập luôn. Và đa phần thì các cụ già cũng như là các bác trung niên không à. Chỉ có hai bọn mình là trẻ. Đấy, bà Suna bà tập thể dục nè.
Nhìn kìa, cái tướng kìa, bà bầu sau khi sanh. Tụi mình đi tập thể dục ở dưới đây cũng được trên một tháng rồi, là mọi người xung quanh cũng biết mặt hết trơn hết trọi rồi. Nhưng mà lâu lâu thì bọn mình tập thể dục, còn lâu lâu thì bọn mình lại đánh bóng bàn, rồi lâu lâu thì bọn mình lại đánh cầu lông. Nhưng mà bà Suna bà không thích đánh bóng bàn với đánh cầu lông, tại vì mỗi lần đánh bà đi lụm muốn chết luôn. Làm gì á Suna? Tập gì mà ngáo ngủ vậy? Không thấy em đang mặc định hả? Quay gì vợ hai người? Quay em chứ quay gì? Cái này là luyện khí công nha mọi người. Thì quay cái này mình còn gọi là quay tay đó. Nè quay tay nè, không? Anh em có hai bàn tay anh em cứ quay. Quay tay không? Quá trời quá đất luôn. Nhiều trò chơi để tập lắm, nói chung là ở đây. Nhưng mà mình thấy ít thanh niên lắm. Toàn là thấy mình là thanh niên không? Ở đây người già là nhiều. Nhưng mà cũng vui lắm. Sáng sáng các cụ ngồi nói chuyện với nhau vui lắm. Rồi bà Suna đâu rồi? Trời đất ơi, làm gì ở đây vậy? Đi về làm gì á? Nằm đây ngủ luôn á? Đi về, tập xong rồi đi về nhanh lắm. Nhưng mà em chưa xong mà. Tập xong rồi đi về. Trời ơi, đi tập hay đi ngủ hả? Ôi đất ơi, đi ăn không? Đi. Đi. Buổi sáng nhìn mọi người xung quanh tập thể dục á, nói chung là nó rất là yên bình luôn. Cùng với đó thì có một số các cô cũng bắt đầu làm việc quét dọn sân vườn này cho cái khu vực này nó xanh sạch đẹp hơn á. Rồi nhìn các em học sinh bắt đầu đi học thì nó lại nhớ về cái lúc mà hồi xưa mình cũng tất học và sáng sớm dậy sớm phải đi học thật là sớm để mà tới trường thật là nhanh. Bây giờ vợ chồng mình sẽ đi ăn bún xoài đó. Bún chả, đâu xoài đó. Ồ, đi tập mà tôi cứ tưởng là đi ngủ không ăn. Tại buồn ngủ mà. Người ta nói rồi, ở 9 giờ 10 giờ hãy đi tập, không chịu đâu. 9 giờ 10 giờ ra đó cho nắng thiêu chết luôn hả? Wow, wow, wow. Trời đất ơi, tập thì ít mà ăn thì nhiều. Ủa gì vậy? Nắng quá, nắng lên rồi đấy Suna. Đi mua bánh. Bây giờ bọn mình sẽ đi mua bánh mì ăn, bánh mì gà. Hai bọn mình đi tập thể dục á, thì có bạn hỏi NASA để cho 200. NASA 200. À, mẹ bọn mình 100. Mẹ của Suna 100 ở trên đây và bọn mình lên đây. Bọn mình có mua đồ ăn sáng cho mẹ của Suna. Và bây giờ thì bọn mình sẽ lên thay phim để 100 NASA. Sau khi đi tập về thì mình tắm một phát nước lạnh cho nó mát người. Rồi bây giờ xoay tóc. Đáng ra là về nhà tắm rửa xong rồi mới đi ăn sáng. Nhưng mà hôm nay bà Suna bà đói quá xong ăn sáng xong rồi lên tắm rửa luôn. Nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với này nè, vô đây chơi không? Không. Và bữa nữa tính cắt đầu đinh để khỏi tốn thời gian xấy tóc hoặc là nhuộm tóc hoặc là uống tóc hoặc là kiểu vuốt keo lên tóc này nọ đủ các kiểu vậy nè. Bây giờ mình sẽ đi đọc sách, còn bà Suna sẽ đi đâu? Đi đâu? Đi ẻ cái đầu đi chăm con đi. Đó. Đó, vậy thôi, phân công nhiệm vụ như vậy là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ có nửa tiếng để đọc sách. Đây, cái cuốn này là cuốn mình đọc nha. Cái cuốn này là cái cuốn Sao ta làm điều ta làm. Cái cuốn này cũng khá là hay. Cuốn này nói về một cái vấn đề là thường ngày mình hay làm một vấn đề gì đó thì tại sao chúng ta lại làm nó, thì cái cuốn này nó sẽ giải thích hết rõ ràng cho tất cả các bạn luôn. Nhưng mà nếu các bạn nào thích đọc thì có thể lên mạng đặt nha, chứ mình không có bán. Lúc đầu làm nghề YouTube á, thì mình không có thói quen đọc sách đâu, thậm chí mình còn ghét đọc sách nữa các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ đọc cuốn sách nào hết. Nhưng mà không biết từ khi nào mình lại có cái thói quen đọc sách như thế này. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều anh chị xung quanh cũng như là tất cả các bạn fan cũng luôn đồng hành cùng với mình. Và mình biết rằng là mình cần phải trở nên tốt hơn. Mình cần phải có những cái tri thức cũng như là kiến thức để mà mình sẽ chăm lo cho con cái cũng như là chăm lo cho gia đình về sau này. Và mình sẽ phát triển bản thân nhiều hơn. Nên là mình quyết định là mình sẽ tạo cho mình một cái thói quen đọc sách. Thì mình nghĩ rằng là các bạn sau này các bạn cũng sẽ đọc sách giống như mình thôi. Vì ai lại không muốn trở nên giỏi hơn đúng không nào?
Và như vậy mình đã đọc sách xong rồi các bạn ạ. Và coi Suna. Và Suna đâu rồi ta? Hello. Dạ. Chà. Ai coi mẹ con tôi. Dễ thương quá. Rồi, ai thèm quay em đâu? Không cho quay. Không cho quay. Đưa con đây. Không. Con tôi mà, quay qua đây. Coi kìa. Con tôi đâu? Chí 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 chí, chóng mặt con nha. Mà con này. Hay, nó xa. Nó xa ơi. Tay dễ thương quá. Tay giống con gái quá. Ha. Tay giống con gái nha. Mưa ba bán xưa đầu đành. Ngày xưa ba đạp chiếc xe màu xanh. Ôi chính ba ngày xưa đó. Bán xưa đầu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Ngày nay NASA cũng bán xưa đầu nành. Ngày nay NASA cũng đạp chiếc xe màu xanh. Ôi NASA ngày nay đó bán xưa đầu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Tăng 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 tăng. Đấy. Thì hai vợ chồng tôi thay phiên nhau bế vậy đó. Đó các bạn ha. Lười lười bế là bắt vô phòng nằm võng thôi các bạn. Đấy, chẳng qua bế để quay phim thôi. À, nhưng mà bây giờ vô phòng nằm võng này. Đây, kẹt rồi. Các bạn có thể thấy đó, một ngày của mình thời gian dành cho chăm con rất là nhiều luôn. Và thậm chí rằng là mình đã bỏ hết tất cả những cái công việc để mà mình ngồi chăm con thôi. Có nhiều người hỏi là, không làm được cặp đất mà ăn hả? Thì thực ra mình cũng có làm á, chẳng qua là cái thời gian làm của mình á, nó ít lại mà thôi các bạn ạ. Có nhiều bạn hỏi á, anh ơi sao anh ít ra clip vậy? Anh ơi sao anh ít livestream vậy? Thì đấy, đây, mình ôm cái cục nợ này đấy. Nhưng nói chung là sắp tới mình sẽ làm rất là nhiều vlog về NASA cũng như gia đình mình cho các bạn xem. Đây là cái phòng của NASA nè. Đó, đồ chơi quá trời luôn. Còn đây mẹ nó chuẩn bị cho bú nè. Đó, bắn nhiệt độ luôn các bạn. Rồi NASA có nhiều đồ chơi lắm nha mọi người. Đây là cái đồng hồ mà báo uống sữa nè. Đồng hồ nhiệt với lại là nhiệt độ của bé nè. Đồ, nhiều đồ chơi lắm. Cái gì? Em mà thui thui ỉa hả? Trời địch hả? Ngồi xong. Còn đây là cái cây quạt. Cây quạt này đợt trước mình xài xong rồi bây giờ bé NASA xài luôn. Review sơ qua cho các bạn nhà mình có cái những cái gì nha. Có cái máy làm nước đá thì không máy nước nóng lạnh. Rồi phía bên đây là máy làm nước đá này các bạn. Đó, quá trời đá luôn phải không? Còn dưới đây thì có cái con máy này là con máy lau nhà. 7 giờ sáng nó lau một lần, 5 giờ chiều là nó lau một lần. Còn cái đống này, cái cục này nè, cái cục nợ này nè, cái cục nợ này là bà Suna mua về hát cho NASA nghe. Phía sau có một cái máy đấm bóp cho mẹ Suna. Quá trời quá đất rồi. Đây có một cái chai nước mà bà Suna bà mua cho mình. Còn phía bên này á là cái máy sấy cái bình sữa để mà sạch vi khuẩn bình sữa. Còn bên đây là cái bình nước mà luôn luôn nóng các bạn, luôn luôn nóng. Nó nóng khoảng tầm 50 độ nha các bạn. Đây 50 độ này. Đây là mẹ của Suna. Đó. Mẹ của Suna chăm NASA vào buổi đêm và cả ban ngày luôn. Còn Suna hôm nay siêng đột xuất. Đối mặt kìa, siêng đột xuất. Hello. Hello 1, 2, 3, 4. Ca sĩ tương lai đây. I love NASA. NASA ơi. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mình nắm vào tay của NASA khi mà bé NASA vừa ra đời các bạn ạ. Nó là cái cảm giác thực sự là rất khó tả luôn. Nó giống như là có một luồng điện mà nó đi xuyên qua người mình vậy á. Và nó cảm giác là mình được ấm người lên các bạn. Kiểu kiểu vậy đó. Nên là các bạn nào mà đang FA hãy đi kiếm bồ đi nha. Các bạn nào mà đang có bồ thì nhớ cưới đi nha. Các bạn nào đã cưới rồi thì nhớ sinh con đi nha. Hai mọi người, như vậy là trời cũng đã tối rồi các bạn ạ. Hồi trưa thì mình có ăn cơm trưa, xong rồi sau đó mình đi lấy hàng, xong rồi mình đi tắm. Cái xong rồi mình quên quay vlog luôn. Mọi người có thể thấy đây là cái view nhà mình. Đó. Phía dưới nè. Wow. Ở đây là một cái bãi đất trống các bạn ạ. Còn ở đây là view nè. Rất đẹp nha mọi người. Nói chung là view này về đêm các bạn phải nhìn bằng tận mắt thì nó mới amazing good job. Bây giờ thì
tối thì mình sẽ đi live stream khoảng tầm 1 tiếng. Bây giờ mình sẽ vào phòng làm việc của mình. Ta-da. Đây phòng làm việc của mình. Bật lên. Đây là một số những cái nút vàng của mình, nút bạc và buja và những cuốn sách mình đang đọc các bạn. Và đây là cái góc like của mình khi mà lên đèn các bạn. Đây. Đó. Ở cái màn hình của mình nó bị hư rồi các bạn. Đó, và đây là góc like. Góc chill của mình. Wow. Đấy, và bây giờ mình bắt đầu livestream rồi các bạn ơi. Thì một ngày của mình nó cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi, chứ không có gì nhiều. Đó, nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và mỗi ngày mình sẽ livestream như thế này khoảng tầm 1 tiếng. Và mình cũng ít chơi game lại rồi các bạn ạ. Rồi tí nữa mình live 1 tiếng xong rồi mình ra chăm con xong rồi mình... hôm nay là mẹ của Suna về rồi, nên là mình phải thức khuya để mà chăm con nữa các bạn ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip ngày hôm nay. Và đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha. Và bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hết rồi.